人間性豊かな社会の推進ということをテーマに活動を続けています。điều đặc biệt nhất ở trong khu cà phê đó là người ta không nói đến hoạt động bảo vệ môi trường bình thường, mà chủ quán là người Nhật đã có cái những hành động rất là cụ thể. Họ đã thiết kế lên một cái hệ thống xử lý nước thải mà tôi cực kỳ cảm thấy rất là cảm phục. Đó là toàn bộ những hệ thống nước sinh hoạt sau khi mà qua 5 tầng lọc và được trước khi được thải ra sông Hòa thì còn được dùng, được xử lý một lần nữa ở những cái bể xung cảnh là nuôi cá và trồng hoa, và sau đó và mới sau khi mà đã cảm thấy là nước đó là đủ an toàn và không làm phá hỏng tới cái môi trường nước của sông Hoài, họ mới cho ra. Thì những cái hoạt động như vậy khiến tôi thật sự là tôi yêu cái tình cảm của cái người Nhật là chủ quán và đã tặng nên quán cà phê. You know, Tham Thu Bong is a very, very famous river. Many songs, many love songs, many war songs, many romantic songs. I have another friend who come here and meet for tea and coffee. Từ dòng sông Thu Bồn, trước view cà phê, quý khách có thể nghĩ về một chút về tự nhiên và môi trường. Bên cạnh đó thì quý khách có thể thưởng thức những món ăn và đồ uống rất tốt cho sức khỏe và cũng thân thiện với môi trường. Từ view cà phê, chúng tôi cố gắng làm cho những món ăn nó kết hợp đậm nét cái phong văn hóa truyền thống giữa Nhật Bản và Việt Nam. Nguyên liệu thì chúng tôi cố gắng mua từ những cái nguồn sạch như là nguồn rau trà quế, và đặc biệt cà phê ở đây thì chúng tôi làm việc trực tiếp với người nông dân ở Đắk Lắk. Thì tất cả những cái yếu tố đó chúng tôi muốn gửi gắm đến quý khách là view cà phê là một quán cà phê cố gắng phục vụ tốt cho quý khách và thân thiện với môi trường. Tôi muốn làm một cái điều bí mật để tặng cho người chồng của mình trong cái ngày sinh nhật. Không phải dễ dàng gì đối với tôi nếu như tôi chọn một cái quán để cho một cái dịp đặc biệt như vậy. Và khi mà tôi đã chọn điều đấy thì điều đấy có nghĩa rằng quán đã phải đáp ứng được rất nhiều điều về mặt tinh thần đối với tôi. Và tôi có đề nghị là chị chủ quán là làm cho tôi mấy món ăn cho cái bữa sinh nhật đó. Và tôi rất xúc động. Tôi rất thích cái cách chân tình phục vụ và những cái đề nghị mà đôi khi nó cũng khá là đặc biệt, không thường nhật của quán, nhưng quán vẫn hết sức là tạo điều kiện để đáp ứng điều đó. I want to talk about the way the you cafe shop the team and the owner offer the service in a very sophisticated manner that highlight and that promote a unique atmosphere in U Cafe. U Cafe có một cái chương trình đào tạo trong công việc cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn và mong muốn làm việc trong một cái môi trường du lịch. Điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó chính là cái kỹ năng và kiến thức để làm việc. Thì chúng tôi mong muốn các bạn trưởng thành hơn và tự lập hơn, sau này tìm kiếm những công việc tốt hơn cho các bạn. Qua đó thì những người như đào tạo như tôi là muốn cũng học hỏi được rất là nhiều điều từ các bạn. Thì đó là niềm vinh hạnh và niềm vui của You Cafe. Ở đây em có thể học được từ sau là xuất nhập và nguyên vật liệu, là cách quản lý và các vật tư trong nhà hàng, và cách quản lý tiền về các khoản tiền mặt, và những cách là phục vụ hoặc là việc tiếp xúc và nói chuyện được rất là nhiều các mọi người đến các nước khác nhau. Và ước mơ của em sau này sẽ là muốn học được cách ở những cái hiệu quả ở đây, thì em sẽ trở thành một người quản lý tốt cho một cái việc công việc kinh doanh của riêng mình. This is a place where people can meet, can talk. When we meet, we can share a lot of great ideas and then can do something together. Sharing is an idea that U Cafe want to bring to staff, trainees. Also, we want to bring that value to the guests. That is the reason why we often do the event in U Cafe. We want to create U Cafe as a community center. Soap making event.
for a vegetarian cooking class. We also do talking event about the issue of environmental education and also about peace. Reiko was interested in my story, having been here in the war and coming back to help alleviate some of the pain from the war. At that time, Reiko asked me to give a talk in the new cafe, and so I gave my first talk in February of last year. カフェのコンセプト、人間性豊かな社会への推進は 10 năm qua, chương trình của Kawasaki, hội nghị Kawasaki đã góp phần cho tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng cũng thành phố Đà Nẵng hiện nay với tổng mức xe đạp là 10.328 chiếc. Vai trò của chị Reiko trong cái chương trình này chúng tôi ghi nhận cũng là một trong những cái cầu nối hết sức là tích cực. Thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng trước đây cũng đánh giá cao cái vai trò của chị Reiko. Đặc biệt hiện nay thì chị Reiko có một cái cửa hàng nhiều cà phê tại Hội An. Đây là cái nơi hội tụ của các nhà hảo tâm đến từ Kawasaki để đồng hành với chúng ta, với chúng tôi triển khai cái chương trình giáo nhân văn này. 私たちの活動は一人一人が生き生きと楽しく生きられるような社会の創造に貢献をしたいと思います。